Lâu quá không gặp chị Kim nè. Kim ăn gì ngon vậy? Trái cây chấm với lại nước tiêu. Oh wow. Hấp dẫn quá hả? Hấp dẫn quá hả? Coi nè, mấy cái dessert nè. Cái dessert rất là ngon. Cái nào là chị ăn thử rồi mà thấy ngon nhất vậy? Cái nào chị chị Kim? Cái này ngon nè. Cái dứa này ngon hả? Ok. Em thử cái dứa nha. Ok. Anh Long thử cái dứa anh Long. Mời cả nhà nha. Cheers. Cheers.